Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới. Hôm nay Trần Canh sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn toàn thế giới về môi trường xanh sạch đẹp của khu vườn của Trần Canh để có một năng lượng một ngày mới làm việc cho nó đạt hiệu quả. Xin mời tất cả các bạn cùng xem nha. Xin mời. Mời các bạn ra khu vườn của Trần Canh nha các bạn. Một môi trường không khí trong lành. Đó, trước tiên là dàn bông giấy rất là tuyệt vời. Đó, bạn thấy dàn bông giấy không? Bông giấy Trần Canh mới trồng 6 tháng nha các bạn. Đây, đinh lên. Đinh lên hay gọi là đinh hương các bạn. Đó. Trần Canh trồng. Ui, bạn thấy không? Đây là Trần Canh nó đang tạo củ nó nè các bạn. Đôn củ rỡ lên các bạn. Ngành sẽ đông lên hết toàn bộ luôn. Các bạn xem dàn giấy nè. Giấy à, bạn thấy không? Đẹp chưa? Quá chi là đẹp luôn, rực lỡ luôn các bạn. Các bạn thấy không? Đây là dưa leo các bạn. Dưa leo trong canh vào trong. Đó, bạn thấy dưa leo không? Leo ra trái các bạn. Đây là cũng đinh lên. Trên tường Trần Canh cũng trồng đinh lên rất nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn. Đây là dưa leo Trần Canh cũng mới trồng xong. Chuẩn bị lên dàn. Mình tạo một môi trường không gian thoáng mát cho khu vườn mình cho nó đẹp. Và đồng thời mình có thức ăn hàng ngày nha các bạn. Đây là nguyên một dàn đỗ hoa. Đỗ hoa đang bò lên dàn chuẩn bị ra bông ra trái các bạn. Bạn thấy không? Đẹp không? Đủ que rồi. Ra bông rồi. Ra bông chuẩn bị ra trái. Ý, dưa leo quá. Bạn thấy dưa leo không? Bông đẹp không? Ý, bông quá. Bông dưa leo này. Trái à. Đâu các bạn. Và đây là các bạn thấy bà xã mình đang tưới nước các bạn. Đang tưới nước cho leo. Kéo đi phải không? Cái đó là cái trích hương của Trần Canh các bạn. Đủ qua đi viên chèn qua rất chi là đẹp bạn thấy không? Đây bên hương bạn thấy dưa leo của Trần Canh này. Ui
trái đây, các anh sẽ giơ trái cho các bạn xem. Một trái của mình phải bao như thế này, không bao là ong nó vô nó chích hết các bạn. Bao lại trái nó mới lớn. Giờ trái bao cho các bạn xem. Đây là có toàn bộ là bao lại hết nha các bạn. Đây là một cái nữa các bạn. Mấy bao lại rồi. Bạn thấy không? Cho bao lại quay bạn thấy. Đây nữa các bạn. Ui. Bao lại chứ không bao là dưa leo ong nó chích hết. Cái này nữa nè các bạn. Ui. Bao đùm đùm luôn các bạn. Ui, thấy không các bạn? Để bao lại. Đây là đủ hoa. Đủ hoa dưa leo. Mình tự tạo không gian thoáng mát và môi trường xanh sạch đẹp nhà mình, để có thêm năng lượng mỗi ngày để mình làm việc tốt hơn nha các bạn. Rồng và bông. Bông. Ui, thấy không? Quá chi là đẹp. Mời các bạn lên phía trên nữa. Các bạn hãy cố gắng tạo một không gian và môi trường trong khu vườn nhà mình thật và xanh, sạch và đẹp nha các bạn. Đây, lên cho này cho các bạn xem. Đây cũng là một dàn lũ hoa. Thằng canh đang cho lên dàn. Rất là xanh, rất là mướt luôn. Dàn lũ hoa đó, các bạn thấy không? Mình chỉ làm dàn lũ hoa thủ công hồi xưa thôi nha các bạn. Không dùng lưới, không dùng gì hết. Một môi trường rất là xanh sạch đẹp luôn. Bạn thấy dàn lũ hoa ở trong cảnh không? Bạn thấy không? Đất dây xanh sạch đẹp. Chuẩn bị lên bò lên vàng các bạn. Chuẩn bị bò lên vàng. Đây là ngôi nhà của Trân Canh các bạn. Đây là ngò. Ngò Trân Canh ăn hàng ngày. Đó, ngò. Đây dưa leo ở đây hơi bị tàn rồi. Xanh. Yeah. Đây là đủ đủ cái trái các bạn. Dưa Trân Canh đủ loại. Thức ăn hết các bạn. Toàn là đồ sạch. Đó, đủ đủ các bạn, đủ đủ không? Cái này hai thải, cái này quá nghiệp luôn. Quá đẹp luôn. Nó bị vết thương nhưng mà nó vẫn ra hai trái. Vết thương quẹo và nó lên trên trái lúng cuốn. Bạn thấy. Dưa leo siêu trái các bạn. Trái quá rồi. Quay trái cho bạn xem. Trái đó, thấy không? Mình phải trùm bao lại, không trùm bao là nó không có sâu là chích
ông chích là quẹo trái bao là quá đó. Ui không cái salad anh hàng ngày. Đủ đủ quá các bạn, thấy đủ đủ không? Không, cà này không cà lá mà cả hai trái nghiệp không các bạn, đủ đủ cục đọt rồi, còn giữ được hai trái. Mời các bạn. Đây là một ngôi trường phía bên này rồi, cành canh trồng đồ chơi tinh linh quá là xanh sạch đẹp luôn, thấy không? Cái đây là cây hoa điệp có trái hết, ý trái đó, thấy không? Đây là mấy bụi lan của cành canh đang sưu tầm, lan không? Đó bạn thấy không? Đẹp chưa? Môi trường xanh sạch đẹp luôn. Hay những cái chậu đinh linh đằng cành đang nhổm rỡ lên. Đang cho củ của nó. Bạn thấy đẹp không? Quá chi là đẹp luôn. Đó. Bạn nào thích đinh lăng thì liên hệ với Trần Canh nha. Nó có đó gọi là đinh hương đó các bạn. Lấy nhỏ nhỏ. Đẹp không? Đinh lăng. Bạn thấy lan Trần Canh trồng ra bông này. Lan huyết nhung nha các bạn, huyết nhung đang ra bông, bông huyết nhung. Giờ bông huyết nhung đẹp không? Nhung mà các bạn thấy không? Đây là bông. Đây là mặt ly tiếp. Đây là mía. Mía còn trồng canh trồng. Đây là một dàn đủ qua. Đã tan các bạn, nhưng mà trái chín, bạn phải trái chín khủng không? Quá chi là đẹp luôn, trái chín như ăn ngon lắm nha các bạn, ăn cái trái nó ngon, cực kỳ ngon, đi, chín quá đời luôn. Còn đây là quy trái còn còn không? Đây là quy không? Đây là mía. Mía của Trần Canh đang sắp xếp lại ngôi vườn cho nó đẹp. Yes.
xin bye bye, hẹn gặp lại, bye bye nha.